Thưa quý vị, thưa các bạn, các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang có rất nhiều cơ hội để mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm sang châu Mỹ thông qua Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, cũng như lợi thế từ mối liên kết giữa các khối và các nước thành viên hiệp định với nhau. Quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam với châu Mỹ đã không ngừng phát triển trong những năm gần đây. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP chính thức được phê chuẩn vào ngày 30 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2019, được coi là bước ngoặt quan trọng, tạo ra xung lực mới để thúc đẩy hợp tác phát triển thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các nước đối tác thành viên nói chung và các nước châu Mỹ nói riêng. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì đại dịch COVID-19, nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với khu vực châu Mỹ vẫn đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, trở thành điểm sáng trong trao đổi thương mại của Việt Nam với các nước trên thế giới. Năm 2020 vừa qua, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và châu Mỹ đạt gần 111,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với năm 2019. Trong đó, xuất khẩu đạt 89,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,7% và chiếm tỷ trọng 31,7% trong tổng xuất khẩu của Việt Nam. Đáng chú ý, mặc dù chịu nhiều tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, xuất khẩu của Việt Nam sang các nước thành viên CPTPP tại châu Mỹ vẫn tăng trưởng 10,23% và đạt 8,84 tỷ đô la Mỹ. Những con số này khẳng định hiệp định CPTPP đã và đang trở thành động lực mở rộng đường cho hàng Việt Nam sang thị trường các nước châu Mỹ vốn còn rất mới mẻ và tiềm năng. Trong bối cảnh cả thế giới đang trải qua một năm đặc biệt với nhiều biến động và thậm chí là những cái suy thoái, dịch bệnh COVID-19 thì gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn cầu. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sang khu vực châu Mỹ vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ, trở thành điểm sáng trong trao đổi thương mại của Việt Nam với các nước, các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Sau 2 năm CPTPP đi vào thực thi, kim ngạch xuất khẩu sang hai quốc gia đã phê chuẩn CPTPP là Canada và Mexico đã tăng trưởng mạnh mẽ. Trong đó, Canada đạt kim ngạch 4,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 45% và theo số liệu từ Vụ Chính sách Thương mại đa biên và Trung tâm Thông tin Công nghiệp Thương mại Bộ Công Thương, kim ngạch thương mại Việt Nam, Peru đạt 37 triệu đô la Mỹ, tăng 372% so với cùng kỳ năm 2020. Bước sang năm 2021, 6 tháng đầu năm đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ với kim ngạch song phương đạt gần 279 triệu đô la Mỹ, tăng 78,7% so với cùng kỳ. Đặc biệt, xuất khẩu của Việt Nam sang Peru đạt xấp xỉ 242,5 triệu đô la Mỹ, tăng 103,6%. Hiện tại thì với những cái hiệp định thương mại song phương cũng như là đa phương mà Việt Nam và Chile đang cùng tham dự thì Việt Nam đang có những cái lợi thế rất là quan trọng để có thể thúc đẩy xuất khẩu các cái hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Chile. Hiện nay Chile là một thị trường có cái độ mở gần như là lớn nhất thế giới với rất là nhiều các cái hiệp định thương mại song phương cũng như là đa phương mà Chile đã ký với cả các nước trên thế giới. Bởi vậy Việt Nam có thể tận dụng Chile như là một cái cửa ngõ để có thể đưa hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào các nước. Với cái tình hình dịch bệnh Covid như hiện nay thì các cái nhà nhập khẩu của Chile đang tìm kiếm cái khả năng đa dạng hóa cái nguồn cung cấp hàng hóa cho thị trường Chile. Bởi vậy trong thời gian tới thì doanh nghiệp Việt Nam tôi chắc chắn là sẽ có rất là nhiều cơ hội để có thể tăng cường xuất khẩu cũng như là đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu sang Chile. Bên cạnh việc khai thác thị trường CPTPP, các doanh nghiệp Việt Nam có thể nghiên cứu khả năng tận dụng những ưu đãi, các mối liên kết kinh tế và cơ sở hạ tầng sẵn có của các nước thành viên CPTPP để qua đó đưa hàng Việt Nam thâm nhập và mở rộng sang các thị trường khác thuộc khu vực châu Mỹ. Khu vực này có nhiều khối liên kết kinh tế thông qua các hiệp định thương mại tự do với mối ràng buộc chặt chẽ với nhau, ví dụ như hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ USMCA gồm Mỹ, Canada, Mexico với gần 500 triệu dân, tổng GDP đạt 2.100 tỷ đô la Mỹ, cộng đồng Aden, CAN gồm Peru, Colombia, Ecuador, Bolivia với 111 triệu dân, tổng GDP đạt 700 tỷ đô la Mỹ. Vì vậy, nếu tận dụng tốt cơ chế liên kết kinh tế và ưu đãi thương mại này, doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể tìm thấy những cơ hội kinh doanh thuận lợi, đa dạng hóa mặt hàng và thị trường xuất khẩu trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu như hiện nay. Tổng công ty M10 chúng tôi thì chính thức là xuất khẩu vào thị trường Mỹ từ khoảng năm 2001 cho đến nay. Và trong nhiều năm qua thì cái tỷ trọng xuất khẩu vào thị trường Mỹ của chúng tôi thì luôn luôn chiếm khoảng từ 40 đến 45% cái tổng kim ngạch xuất khẩu của tổng công ty May 10 vào cái thị trường Mỹ.
thị trường lớn nhất của khu vực châu Mỹ. Trong 11 nước thành viên của CPTPP thì Tổng công ty May 10 chúng tôi cũng đã có những cái thị trường truyền thống mà chưa hiệp định chưa có hiệu lực thì chúng tôi đã xuất khẩu vào. Khi mà hiệp định CPTPP chính thức được thông qua thì các cái khách hàng truyền thống của chúng tôi ở thị trường này như là Chile, như là Canada thì họ đều rất là mong muốn là tăng trưởng cái lượng xuất khẩu từ May 10 của chúng tôi vào cái thị trường này để họ đón đầu cái việc mà hưởng cái ưu đãi thuế quan. Có khó khăn là chúng ta biết là cái năng lực mà sản xuất, năng lực cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam thì thường là làm OEM và nó tương đối bị động. Cho nên là thường là các doanh nghiệp chờ đợi, ngồi chờ đợi các đơn hàng. Thành ra là những cái đơn hàng nhỏ mà có tính linh hoạt cao thì có vẻ như là chúng ta chưa, các doanh nghiệp chưa thiết tha lắm. Cho nên tôi nghĩ là cái sự tăng trưởng vào, đặc biệt là vào Canada đó, nó chưa được như kỳ vọng. Theo các chuyên gia kinh tế, để tận dụng hiệu quả CPTPP, cần các giải pháp mạnh mẽ và mới hơn nữa. Về phía cơ quan quản lý nhà nước, đó là nâng cao hiệu quả công tác thực thi, tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và đặc biệt là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ngoài ra, công tác thông tin cần tiếp tục được chú trọng, trong đó cung cấp thông tin liên quan đến các cam kết, các ưu đãi thuế quan và các quy định về quy tắc xuất xứ theo hướng chuyên sâu hơn nữa, đi vào từng thị trường, từng mặt hàng cụ thể với những tập huấn chuyên biệt để có tác động rõ rệt hơn đối với các đối tượng cụ thể. Thêm vào đó, thông tin về thị trường nhập khẩu liên quan đến thị hiếu, dung lượng và đặc biệt là các chính sách quản lý của thị trường nhập khẩu cũng cần được cung cấp đến các doanh nghiệp để định hướng các hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.